Ngang đánh thì bật sang phép hòn ra tức là phép hòn ra áo sẽ thắp cụt mà chúng sẽ thắp tăng được bồn online phép hay còn nữa phép hòn ra y bắn và sẽ hòn ra thôi và vì ách nó bây giờ nó bị thắp và nó là vì ách số được ách thay rồi chúng sẽ thắp tăng được bồn và phải chứng nếu như bị Oh, thầy, à, nó, đúng rồi, đặt thầy, mềm, mà đặt thuốc đặt thầy rồi.